Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 20 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, chiều qua, một trận lũ quét bất ngờ xảy ra tại điểm vui chơi dưới nước Long Khagu ở thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Nhiều du khách đã bị cuốn trôi gây thương vong nghiêm trọng. Các quan chức Penju ngày 20 tháng 9 cho biết rằng 3 người bị thương nặng đã chết sau khi được cấp cứu không thành công tại bệnh viện và số nạn nhân đã tăng lên 7 người, 8 người khác bị thương nhẹ. Công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường gần hoàn tất. Công tác khắc phục hậu quả đã được triển khai cho gia đình các nạn nhân. Thông tấn xã Trung Quốc đưa tin, Long Khangu, thị trấn Long Men San, thành phố Bành Châu là khu vực thiên tai địa chất cấp 3, dễ xảy ra thảm họa dòng chảy và núi lửa. Năm 2015 và 2017 đã xảy ra thảm họa lũ lụt do nước gây ra, cả nhân viên bị cuốn trôi hơn 100 mét. Ban phòng chống lũ lụt và phòng chống thiên tai phủ của Bành Châu yêu cầu tất cả nhân viên bị cấm xuống sông. Kitu Water là một dòng nước núi nguy hiểm phun trào sau trận mưa lớn cục bộ ở khu vực miền núi vào mùa hè. Nếu ai đó tình cờ ở dưới sông hoặc bên sông, thường là quá muộn để thoát thân và bị dòng nước cuốn trôi trong tích tắc. Nhìn chung, hạ lưu sông nắng đẹp nhưng thượng nguồn mưa lớn bất ngờ gây lũ quét. Một trận lũ quét xảy ra tại huyện Đại Đồng, thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải cũng đã khiến ít nhất 17 người chết và 17 người mất tích. Vào lúc 10 giờ 25 phút tối ngày thứ Tư, trận lốc xoáy trên núi xảy ra sau trận mưa lớn ở huyện Đại Đồng, gây ra lở đất và làm chuyển dòng sông. Tổng cộng hơn 6.200 người ở hai thị trấn địa phương bị ảnh hưởng. Tính đến 8 giờ tối thứ Năm, 17 người đã thiệt mạng và 17 người mất tích do thảm họa. Các video trực tuyến cho thấy huyện Đại Đồng hỗn loạn sau thảm họa. Hầu hết các ngôi nhà bị cuốn trôi, mặt đất đầy sỏi và bùn. Văn phòng chỉ huy tình trạng khẩn cấp tỉnh Thanh Hải cho biết, sau khi kiểm tra tại chỗ của các bộ phận tài nguyên thiên nhiên, thủy lợi và khí tượng, đã phân tích toàn diện 3 nguyên nhân gây ra thảm họa, bao gồm cả lượng mưa liên tục gần đây khiến nước trong đất đạt hoặc gần bão hòa, lượng mưa ngắn và cường độ mạnh. Ngày thứ Tư, lượng mưa lớn vào chiều tối khiến lưu lượng sông tăng đột biến lên khoảng 100 mét khối mỗi giây, gây lũ quét. Thưa quý vị, do chịu ảnh hưởng của lượng mưa lớn, tại một số ngôi làng ở thành phố Bắc Lưu, Quảng Tây đã xảy ra sạt lở đất tính đến 8 giờ 30 phút tối ngày 20 tháng 9. Đã có 7 người thiệt mạng và 1 người mất tích. Mưa lớn đã đổ xuống thành phố Bê Lưu. Một số ngôi làng và thị trấn bị ảnh hưởng với sạt lở đất, lũ bùn và cây đổ. Trong số đó, Da Kun, làng Gao Tang, làng Jolung Dong của thị trấn Sinh Phen và làng Giang Đao của thị trấn Long Seng đã phải hứng chịu thảm họa lở đất. Hiện tại, các thảm họa mà thành phố Bê Lưu phải gánh chịu chủ yếu là sạt lở đất. Thống kê sơ bộ cho thấy, tại 4 thôn trên xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng hơn với 486 điểm sạt lở. Theo thông tin do Trung tâm Thủy văn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cung cấp, do ảnh hưởng của mưa lớn và nước thượng nguồn từ 3 ngày trước đó, 64 đoạn sông thuộc 39 con sông bao gồm Tây Giang, Lưu Giang, Quý Giang và Tương Giang đã xảy ra từ 0,04 đến 3,83m trên mức cảnh báo. Siêu báo động lớn nhất là đoạn sông thuộc huyện Rong Giang, Rong Xui. Lúc 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9, đỉnh lũ cấp 2 Tây Giang đến thành phố Ngô Châu, Quảng Tây, trạm thủy văn Tây Giang Ngô Châu có mực nước đỉnh lũ là 20,31m, vượt mực nước cảnh báo 1,81m, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục trong khu vực Tài Phán và trận lũ ở Tây Giang trong năm nay, mực nước sông Tiền Giang và sông Tân Giang ở Quý Bình, Quảng Tây tiếp tục ở mức cao. Trong đó, sông Tiền Giang và sông Tân Giang có mực nước cao nhất trên mức cảnh báo kể từ mùa lũ năm nay. Vào sáng sớm ngày 19 tháng 9, thị trấn Long Tan, huyện Bô Bai, thành phố Ngọc Lâm, Quảng Tây hứng chịu lượng mưa lớn liên tục, một số con đường và nhà ở vùng trũng thấp bị ngập lụt. 8 người ở làng Mao Po Si Linh, thị trấn Long Tan đã bị lũ bao vây trong một thời gian, nhưng đã được lực lượng cứu hỏa giải cứu và sơ tán đến nơi an toàn. Theo thông tin từ Cục Thủy lợi Liễu Châu, Quảng Tây, kể từ ngày đầu tuần, thành phố này đã hứng chịu lượng mưa lớn nhất và kéo dài nhất kể từ mùa lũ năm nay và 5.753 người trong thành phố đã ở trong tình trạng khẩn cấp. Động đất ở Bao Đầu. Trận động đất Bao Đầu có 3 kỷ lục về trận động đất ở thời hiện đại. Một là trận động đất 6,4 độ Richter xảy ra vào năm 1996, ít thương vong nhưng thiệt hại kinh tế rất nghiêm trọng. Trận động đất 2,8 độ Richter xảy ra vào lúc 8 giờ 23 phút vào năm 2007 không có thương vong. Vào lúc 7 giờ 5 phút tuần vừa qua, một trận động đất 3,8 độ Richter đã xảy ra ở Dahan, Mauning, United Banner. Vào năm 1996, một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter đã xảy ra ở Heian, Hutong, Bao Tu.
Trận động đất này là thảm họa động đất lớn nhất ở Nội Mông kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây cũng là lần đầu tiên sau trận động đất ở Trường Sơn năm 1976, một trận động đất có cường độ từ 6 độ Richter trở lên gây ra thảm họa tại một số thành phố đông dân trong tổng số 1 triệu người. Trận động đất chỉ cách khu đô thị Bao Đầu 10 km. Đến ngày hôm sau, có tổng cộng 254 cơn dư chấn đã xảy ra. Trận động đất khiến 26 người thiệt mạng và 364 người bị thương, trong đó có 6 người bị thương nặng và 5 người mất tích. Diện tích thiệt hại về nhà cửa gần 20 triệu m2, trong đó có gần 430.000 m2 bị phá hủy. Dân số 2,1 triệu người, gồm 9 quận và 87 thị trấn. Một số ống khói bị sập ở quận Thanh Sơn, quận Kudulun và quận Singwai của thành phố Bao Đầu và một số tòa nhà bị nứt. Đường dây cấp điện L 10kV từ Bao Tu đến Guiyang bị gián đoạn, gây mất điện ở quận Guiyang. Vào lúc 0 giờ 14 phút sáng ngày hôm đó, văn phòng khu vực Jimeng báo cáo rằng hồ chứa số 2 với dung tích chứa nước 4 triệu mét khối trong khu vực biểu tình NGB của Jimeng Jalat Manor trên bờ nam của sông Hoàng sau trận động đất. Khoảng hơn 10.000 mét khối đất của con đập đang trong tình trạng nguy hiểm. Thiệt hại kinh tế trực tiếp do trận động đất gây ra là khoảng 1,5 tỷ nhân dân tệ. Trận động đất này là một trận động đất trực tiếp tại đô thị điển hình. Cường độ của hầu hết các khu vực ở Bao Đầu là 6 hoặc 7 độ Richter và một số điểm là 8 độ Richter. Thành phố Bao Đầu là một thành phố công nghiệp lớn được xây dựng từ những ngày đầu thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. So với các thành phố khác thì những công trình cũ kỹ nên đã bị phá hủy trong trận động đất này nên tổn thất càng lớn. Sau trận động đất, nhà cửa nói chung bị nứt và hư hại, nhà ở riêng lẻ bị sập, đường cao tốc và cầu bị hư hỏng, đường bị chặn, hồ chứa và đập bị nứt, sạt lở đất, sạt lở núi. Các công trình thủy lợi ở nông thôn và mùa vụ bị hư hỏng, nhiều nguồn cung cấp nước ngầm, đường ống dẫn khí đốt, lò sưởi ở khu vực thành thị bị hư hỏng nặng. Trường học, bệnh viện bị hư hỏng nặng, một số thiết bị quan trọng như dụng cụ chính xác cao của các doanh nghiệp lớn, đơn vị nghiên cứu khoa học bị hư hỏng nặng. Trận động đất này đã gây thiệt hại vừa phải cho 10% số tòa nhà ở khu vực thành thị và 48,7% số căn nhà gỗ, tổng diện tích 4,67 triệu m2 và khu vực nông thôn là 600.000 m2. Tổng cộng 5,27 triệu m2 nhà ở đã bị hư hại ở các khu vực thành thị và nông thôn. Hơn một tháng sau trận động đất, khoảng 250.000 người vẫn phải sống trong các khu trú ẩn tạm thời chống động đất. Trận động đất đã làm hư hại nghiêm trọng nhiều cơ sở của thành phố và các dự án hồ chứa huyết mạch ở khu vực Bao Đầu. Hệ thống mạng lưới phân phối và cấp nước dài 1.100 km của thành phố có 220 km bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. 26 km trong tổng số 242 km đường ống dẫn khí đốt của thành phố đã bị hư hỏng. Hồ chứa Kudulun, một trong những hồ chứa nguy hiểm quan trọng trong cả nước, đã bị hư hỏng. Dầm chính và trụ cầu của cầu thép Bao Đầu dài 300 m bị hư hỏng nặng. Các trụ của cầu giữa thép Bao Đầu có vết nứt và sụt lún, mặt trên có vết nứt và bị dịch chuyển nghiêm trọng. Ba tổ máy 100.000 kW tại nhà máy điện Bao Đầu số 1 và nhà máy điện số 2 bị ngừng hoạt động trong một thời gian. Nhiều thiết bị trong trạm biến áp bị hư hỏng. Một số thiết bị bưu chính, viễn thông và thông tin liên lạc bị hư hỏng. Một số lượng đáng kể trường học và bệnh viện không hoạt động bình thường. Có 233 trường tiểu học Trung Quốc ở thành phố Bao Đầu với tổng số 344.000 m2 trường học bị hư hại từ mức trung bình trở lên, chiếm 31% tổng số trường tiểu học Trung Quốc trong thành phố và 24,4% tổng diện tích xây dựng trường học, khiến hơn 200.000 học sinh tiểu học Trung Quốc không thể đến lớp bình thường. Có 18 bệnh viện trên địa bàn thành phố với tổng diện tích công trình y tế bị hư hỏng từ mức độ trung bình trở lên là 124.000 m2, chiếm 45% tổng số bệnh viện và 36,5% tổng diện tích các công trình y tế buộc một số bệnh viện có các khoa phòng điều trị ngoại trú đều phải chuyển đến các lều, nhà đơn sơ bên trong để hoạt động. Trận động đất đã làm thiệt hại hơn 1.200 doanh nghiệp ở Bao Đầu ở các mức độ khác nhau, đặc biệt là các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn. Trong đó có 6.029 bộ thiết bị công nghiệp bị hư hỏng, diện tích cây công nghiệp bị hư hỏng lên tới 4,71 triệu m2. Trận động đất đã làm hư hại 49 ngôi làng và thị trấn ở các khu vực nông thôn và mùa vụ của thành phố và Sumu ở các mức độ khác nhau và một số ngôi làng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo thống kê, 150.000 trong số 220.000 người ở 16 thị trấn trong quận đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa, 5 người chết, 208 người bị thương nặng, 1.173 người bị thương nhẹ và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 425 triệu nhân dân tệ. Sau mỗi đợt thiên tai động đất đều nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các cấp ủy đảng, chính quyền trung ương, tỉnh, địa phương và các tầng lớp xã hội. Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ sau trận động đất 1.436 chiếc giường và chăn bông, 4.250 chiếc áo bông, 2.000 bộ quần bông, 1.000 chiếc chăn,
200 chiếc lều và 300.000 m2 vải dệt đã được tiếp nhận sau trận động đất. 1,02 triệu kg gạo và 2.500 thùng nhựa, tổng cộng 115 xe đã nhận các vật dụng trong nước như lều bạt, thuốc men. Chính quyền tỉnh đã phân bổ 150 triệu nhân dân tệ để trùng tu và tái thiết. Anh Tang, sống tại tầng 5, khu 64 quận Khun, thành phố Bao Đầu, cho biết anh đang xem TV trên ghế sofa thì bất ngờ phát ra tiếng vo vo, trần nhà và cả mặt đất đều đồng loạt rung chuyển. Khi anh ấy nhận ra thì mọi chuyện đã kết thúc. Tối hôm đó, anh Feng ở cộng đồng đường Sinh Phu số 1 quận Thanh Sơn, thành phố Bao Đầu đang lướt Internet ở nhà thì một thanh niên nghe thấy một tiếng ầm, đồng thời cảm thấy mình chìm xuống và máy tính tự động đóng. Phản ứng theo bản năng khiến anh lao ra cửa, nhưng anh còn chưa chạy ra khỏi nhà thì ngoài cửa đã có tiếng người chạy. Khi anh ấy xuống lầu, rất nhiều người đã tập trung. Sau khoảng nửa giờ, mọi người lần lượt trở về nhà. Theo báo cáo, hầu hết những người ở ngoài trời đều không cảm nhận được sự xuất hiện của một trận động đất. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.